mẹ nó bắt mẹ nó là phải cho tiền nó, thì kiểu như là nó bắt mẹ nó phải cho tiền nó. Rồi á mẹ nó không cho thì nó chửi, nó nói mẹ nó là con bà đẻ ra mà bà không thương cả, thì kiểu như là nó chửi mẹ nó nhiều lắm. Dạ, lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến quý bà của chú anh chị. Thì thật sự càng ngày câu chuyện này càng căng về câu chuyện là một cô gái xinh đẹp 24/24 đúng không chị, đã lên trên mạng xã hội tố người mẹ và cũng như là người cha dượng ép mà người cô gái này làm những cái chuyện mà thật sự ra rất là khủng khiếp. Thì hôm nay em đang ngồi ở đây là ở Long An của chị ha, chưa về được Sài Gòn. Thì câu chuyện này như thế nào thì em sẽ cập nhật chính người bạn thân cũng như là người đã từng chung sống với chị Như này đã lên tiếng như thế nào, và người mẹ tiếp tục lại gọi cho Chọc nói chuyện này nọ, nó rất là nhiều những chị quý bà anh chị. Và hiện tại cơ quan người ta, người mẹ cũng đã đưa lên đơn lên cơ quan, là cơ quan đang giống như là đang làm việc. Thì câu chuyện này như thế nào em sẽ mơ tất cả quý bà của chị hãy đồng hành em cùng với video này để tìm hiểu thêm những cái người trong cuộc sẽ nói như thế nào. Em mời tất cả quý bà anh chị ạ. Còn cái tin nhắn của em là tin nhắn với nó nè, là em đòi, em hỏi với nó em mua cái máy đứt chì á, xong rồi em đòi nó thì nó không có trả, mà em kêu đó là nó dòi tìm rồi nó ở đâu rồi cũng biết luôn. Mà nó xong rồi á là em mới nhắn em hỏi nó ở đâu, em xuống em lấy cái máy đó thì nó không có cho địa chỉ mà nó cũng không trả cho em luôn. Mà trong khi thì nó có gọi cho cha em nè. Đó, xong rồi là em nhắn nó là nó không có trả lời em gì hết trơn á, là em mua trong cái tiệm nó tổng cộng nè một cái máy hút chì với lại một cái camera với lại một cái wifi đó là không đúng, hình như là cũng còn gần 3 triệu á. Từ xong rồi quần áo của em ở trong tiệm nó không có, thì em nhắn em đòi lại thì nó không trả cho em. Mẹ nghĩ sao? Mẹ nghĩ không có được. Mọi người có nghe bé nó nói không vậy? Chắc không nghe. Không nghe thiệt. Nó nói giờ không có like, đó giờ không có trên mạng xã hội gì. Cái đó là cơ bản. Nghe rõ. Nghe rõ là được rồi, được nhìn hình mọi người. Em làm cái đó đúng không? Em làm cái đó một ngày là mấy trăm cũng có, mấy triệu cũng có. Thì á, xong rồi em không biết là cái tiền đó nó làm cái gì thì em không biết. Mà đụng tới nó thì nó sẽ nói là nó không có tiền. Nó không có tiền á, thì nó sẽ gọi cho mẹ nó. Nó gọi cho mẹ nó xin tiền. Nó kêu mẹ nó, bắt mẹ nó là phải cho tiền nó. Thì kiểu như là nó bắt mẹ nó phải cho tiền nó. Rồi á, mẹ nó không cho thì nó chửi, nó nói mẹ nó là bà đẻ ra mà bà không thương cả, thì kiểu như là nó chửi mẹ nó nhiều lắm. Nên là mẹ nó đã già rồi mọi người ơi, mẹ nó hiền lắm, mẹ nó không có làm được gì nó hết trơn á, nên là nó chửi mẹ đó. Nên là nó điện thoại mà nó tự tiền mẹ nó không cho đúng không, là nó sẽ chửi mẹ nó, rồi nó sẽ đi vô nhà mẹ nó ở đó, nó kiếm mẹ nó, nhưng mà mẹ nó thì sợ quá đi, nên là mẹ nó không có ở cái gì đó để cho nó kiếm, chứ không phải là mẹ nó chửi nó đâu mọi người ơi. Tại vì nếu như mà mọi người thử nghĩ, nếu mà mẹ nó mà cho người theo dõi nó đi thì làm sao mà để cho mấy cái người Tâm Rồng đó quay lên. Em đã vô comment cái clip của Tâm Rồng rồi, nhưng mà Tâm Rồng đã chặn em rồi, không có cho em vô comment. Để đã chặn em thì chỉ đạo là nó không có cho mình nói lên á, tại vì bây giờ cộng đồng mạng người ta đã đen thương nó, mà mình nói lên như vậy thì người ta chửi nó rồi sao. Không, ý là vô cái tin nhắn trong cái nick của chị á, người ta nhắn tin lẹ cho chị. Nó nhắn tin em nhiều lắm, mà nó nói là nó kêu em là em xóa tin nhắn đi để sợ mẹ em đọc được. Cái tin nhắn, mấy cái tin nhắn đó là em đã xóa rồi, chứ nếu mà em còn để là em sẽ đăng mấy cái tin nhắn đó lên rồi. Tại vì em có mẹ tin nhắn mẹ có liên hệ rồi, nhưng mà mấy người đó chặn hết trơn rồi clip. Cái fanpage nào người ta cũng chặn em hết rồi. Nếu mà nói thì nhiều khi mẹ nó còn chưa biết nó làm như vậy luôn đó, chứ không phải là mẹ nó không bị nó đâu. Nhắn này chứng lệ nó là mai nữa rồi nè. Bạn nhắn tin em, kêu em xóa này kia nọ. Đúng rồi, nó
nó sợ người ta cũng sợ hết á. Lúc đó là em đúng nghĩ là em hỏi với nó thì nãy tao khen người em có kiếm được thì ủa thì tao cũng nhận được chứ bộ mày nói gì vậy sao mày ghê quá. Để người ta đang coi như mày tắt đi rồi chút người ta đang like rồi cái chiều mày mới sao là em ở chung em ở với nó lúc mày quá em không biết nó thì nó nhắn tin cho em nó nói em á là em xuống em ở với chị đi chị sẽ dạy nghề cho em rồi chị em mình ở với nhau thì em cũng không kể gì hết nên là em mới xuống em ở với nó thì một hai ngày đầu nó cũng mua đồ ăn cho em rồi em cũng ăn cái gì hết thì nó cũng mua cho em nên là em cũng không có kể gì hết. Xong rồi em ở với nó được mấy ngày á thì nó chửi em, nó nói là em là người ta chơi bùa em rồi bạn bè em á ai nó cũng nói là em người ta chơi bùa em hết là nó không có cho nó không có cho em chơi với bạn em là điện thoại của em á nó lấy nó biết mật khẩu điện thoại em. Xong rồi nó nói là bây giờ á chị phải quản lý cung tại vì cung đã bị người ta chơi bùa rồi là cung không có biết được cái gì hết nên là nó lấy điện thoại em luôn thì nó lấy điện thoại em chặn chị Thảo rồi chặn luôn chồng của chị Thảo cũng là không có cho em nói chút dài hết. Xong rồi nó chửi em ở đó là nó chửi em cũng khiếp luôn cái gì nó cũng chửi em hết trơn á mà dọn dẹp thì em cũng dọn nấu ăn em cũng nấu cho nó ăn luôn còn nó lại nó chỉ nằm nó làm khách tại vì em mới vô em đâu có biết nghề để mà em làm cho người ta đâu thì nó làm khách xong rồi là nó ví dụ có khách thì nó làm còn không có khách thì nó nằm nó than nó là nó bị mệt nó bị người ta bỏ bùa nó rồi cái bùa đó thành rồi đó là nó sẽ không có nấu không có dọn dẹp gì hết trơn là toàn bộ là em làm hết luôn rồi xong rồi đó. Dạ biết, em biết nhà của cha Dượng với mẹ của chị Như ở đâu. Chị có thể cho em địa chỉ em xuống dưới, tại vì em hỏi những anh em YouTube dưới người ta không có cho. Nói chung là bây giờ em biết, nhưng mà nếu mà bây giờ em cho thì lỡ mà anh xuống anh làm phiền hay là gì nọ thì người ta sợ. Không. Sợ phiền á anh. Bên em á, em là từ trên Sài Gòn, chị biết không? Là em xem cái chuyện này với Như đó là kênh của gì Đồng Tháp 10 quay tôi đăng á, thì em thấy bé này nói chuyện rất là lanh, và khi mà vô em xem bình luận á thì rất là nhiều người ta không đồng tình với bé Như này, nói là bé Như này giống như có một cái chứng bệnh thần kinh hay quan tưởng gì đó. Dạ đúng rồi, kiểu giống như là bà bị quan tưởng. Dạ, vậy Thảo này có biết chị Như này không? Dạ tại vì em là người làm chung với chị ba của bà cái tiệm hồi trước đó. Ừ. Rồi á, cho nên á là bây giờ em thấy bà đăng lên em rất là bức xúc, kiểu giống như vậy là mẹ chị Như rất là lo cho chị Như. Yeah. Bà lên nói như vậy thì rất là tội, đâm ra là ảnh hưởng tới cô là mẹ của chị Như á. Yeah. Rất là tội bà, nếu mà nói như vậy thì chẳng khác nào là từ xưa giờ bao nhiêu cái công sức mà nuôi dưỡng bà rồi lo tiền bạc cho bà mở tiệm ra thì mất hết rồi. Vậy là cái tiệm mà của mẹ cha chị Như là có tiệm riêng hả? Dạ. Thì là không có tiệm riêng, tiệm đó lúc trước là của em. Xong rồi em làm trên Sài Gòn em mới sang lại cho chị Như. Rồi sau đó chị Như lên rồi cùng tu lại, sửa lại. Rồi làm mới lại hoàn toàn, nhập hàng rồi. Toàn bộ là tiền của mẹ chị Như cho nè. Rồi chiếc xe mà chị Như hay nói á là cũng tiền của mẹ chị Như cho luôn. Là cái tiệm của chị Như lúc trước là cái tiệm của chị, mà trước khi mà sang lại cho chị Như thì sau này là ở đâu? Ở Sài Gòn hả? Đâu? Đúng rồi, em sang lại cho chị Như là em ở Sài Gòn. Dạ, yeah, là cái tiệm là hoạt động ở trên Sài Gòn luôn. Dạ đúng rồi, còn cái tiệm mà chị Như làm ở dưới Long Khánh này á, chỗ mà chị Như hay nói á, là yeah. Tiệm đó là hồi trước là của em, nhưng mà em đã sang lại lâu rồi. Dạ. Yeah. Quyền của em thì không còn với đó nữa. Dạ. Yeah. Và hiện tại bây giờ chị có thể cho em biết để em ta không, tại vì em muốn là đính chính là cái câu chuyện đó nó thật sự là như vậy hay không, tại vì người mẹ nuôi con nó trưởng thành như vậy mà tại sao mà lên trên mạng nói lại như vậy, chị hiểu không? Em chỉ nếu mà em chỉ nhà đúng không, em chỉ yeah. Nói là em không thể nào mà chỉ cho anh cụ thể được ngôi nhà đó. Nếu chị vậy thì sao em biết ở tỉnh nào, em Tiền Giang hay đâu chị? Dạ dạ đúng rồi, ấp 14 xã Long Trung hiện ra lại tỉnh Tiền Giang. Bây giờ em nói chị nghe nè, chị cho em cái địa chỉ chính xác của mẹ tên gì luôn, tại vì em muốn xuống dưới là em xác minh là có thực sự như vậy hay không, em muốn cho mẹ của chị này chứ không phải là em làm gì cả.
Tại vì chị biết sao không, em rất là bức xúc hôm qua tới giờ, tại vì em rất là xem là cái tin này em rất là bức xúc. Em là biết là số điện thoại của mẹ chị Như, nhưng mà sáng giờ tụi em gọi lại không có được nè. Mà không biết là mẹ chị Như là có xem được clip đó hay không nữa. Dạ có, tại vì tụi em có cho nghe hết rồi. Nhưng mà chứ chuyện bây giờ nếu mà ai xin số điện thoại hay là chị nhà chị Như thì chị Như sẽ nói là rất là sợ mẹ bắt lại rồi không có cho mấy anh YouTube gặp mẹ đâu. Đúng rồi, toàn là hỏi là em xin số điện thoại em gọi toàn là nói không có không à. Không cho không, mẹ là chị Như không có cho gặp. Tại vì đúng em muốn là như thế này nè, em muốn là xuống dưới là em hỏi là thông tin nó vậy thật sự hay không. Chị hiểu không? Tức mà đúng rồi. Dạ. Dạ. Với lại em biết nhưng mà từ trước giờ em chưa bao giờ em hỏi tên của người lớn. Em chỉ biết là em lưu số điện thoại á là mẹ của chị Như. Nếu như mà bây giờ anh cần á thì anh kết bạn Zalo em số này, em gửi cái số điện thoại của mẹ chị Như cho anh gọi. Dạ, tại vì nếu mà chị ấy chị vô em làm công việc như thế nào? Dạ rồi. Dạ không, bạn của Như mà lúc mà ở chung nhà trọ mà bỏ đi đó con. Nó có đăng lên cái chia sẻ cái gì đó, hai đứa luôn nó đăng lên, nó kêu là nó bệnh khùng mà nó bệnh khôn. Nó đăng lên rồi. Dạ nhưng mà con không biết số. Nhưng mà Thảo Ruby có biết số điện thoại bạn đó không con? Có, để tôi đang đóng chú ở giường, đóng chút cái gì tôi lục tôi điện cho, số 58 luôn cho của chú thấy không? Ừ. Dạ số này của con nè con. Rồi con không qua tới giờ Như có gì nhà chưa? Gì đâu mà gì à, na có ai đưa giùm nó về chứ nó đâu có tự về đâu. Bây giờ là đi đâu là cô không biết luôn hay sao? Làm sao biết? Chứ tôi biết tôi nói vậy, hôm đó nó ở chỗ đó xăm mình không nè, tôi kêu nó về không có được, nó không chịu về, tôi nhờ công an lại nói tức lớp. Tôi nói vậy tôi mất con rồi. Không, bây giờ nè, bây giờ con có hướng để mà giúp cho cô. Con sẽ tìm cách để mà con đưa cho Như về, con chịu không? Mày biết tôi lại chứ gặp nó chứ nói gì sao, vụ gì cho nó uống thuốc nó hết bệnh trời ơi, nó nói càng ngày càng bậy, chứ nghĩa con nó đăng tùm lum nó càng ngày nó càng bậy chứ phải nó nói đúng miếng mà. Miếng một trình này, tôi nói cho nghe, ngược lại chú đi, con người tỉnh táo đàng hoàng, mẹ mình có điên khùng ai mà nói như vậy đúng không? Đó. Thì nói chung là con làm việc là con phải xác minh hai bên cô, cho nên là con muốn giúp như con như thế này, đích ra là đó là máu mủ của cô đúng không? Dạ. Nhưng mà con muốn như thế này nè, con muốn xuống dưới con xác minh cho cô một lần rồi con sẽ tìm cách để con đưa về và cho hai mẹ con gặp nhau. Tại vì là công an nó nói để nó làm việc cái thằng đăng tầm bậy. Thì công an tôi đã ra công an rồi, công an nói để nó đi, đừng có giới cái gì hết nha, rồi đăng tầm bậy tầm bạ lên rồi mất công tôi nữa. Thành ra công an nó cứ dặn tôi là bà cứ ở yên đó cho tôi, để tôi làm việc. Rồi bây giờ vậy nè, muốn lấy hai cái số điện thoại nó để hồi tôi về tôi đưa chừng hơn nửa tiếng nó đi. Dạ. Nó đăng lên đó mà tại chú không biết lục cái đó, chú coi nó đăng lên nó kêu nó đăng lên đâu Zalo hay gì đó không biết nữa. Dạ, tại vì con không có Zalo những người bạn của Như cho nên là con không biết. Tại vì bây giờ lấy cái số đó là kết bạn Zalo là nói báo cho biết tại con đó ngủ nửa tháng trong đó. Nó ngủ ở trong đó nửa tháng bạn không nó tốn đó. Hiểu không? Ừ. Bạn phòng. Dạ thì nãy giờ cũng như là người bạn thân của từng ở chung với chị Như đó quý bà của chú anh chị, cũng như là cái người bạn và tất cả những gì mà em cập nhật được tìm hiểu thông tin, thì thật sự ra khi mà em đã đi tới Long An rồi cũng không thể nào đi xuống tới tận nhà mẹ cũng như người cha dượng của chị Như được để mà đăng tải những thông tin lên, thì mong quý cô chú anh chị xem thông cảm. Thì những gì mà em đã thu thập được chứng cứ cũng như là thông tin này nọ đó thì để xem là có câu chuyện này như thế nào. Tại vì chập muốn đăng tải lên là tìm hiểu hai bên hai cái thông tin coi rồi là nó có hay, nhưng mà hiện tại bây giờ đó là hai người nói một cái thông tin trái chiều khác nhau, người con cũng như là người mẹ, và hiện giờ bây giờ là không biết như thế nào nữa. Thì chọc sẽ cập nhật những cái thông tin tiếp theo để gửi cho đến cho quý bà của chú anh chị. Nếu mà quý bà anh chị xem mà thấy hay hữu ích thì hãy cho chọc xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh quý bà của anh chị. Và clip em đến đây cũng xin kết thúc, xin hẹn quý bà của chú anh chị những clip tiếp theo. Bye bye tất cả.